Tuổi Sửu thì trong tháng này là tuy là tháng cô hồn nhưng mà các bạn cũng sẽ có được những cái hy vọng, các bạn cũng sẽ có được những cái động lực để các bạn đang theo đuổi, các bạn sẽ lên được một cái tầm cao mới. Tuy nhiên là nó sẽ không được vượt quá những cái hy vọng của các bạn đâu. Nên là chúng ta trong tháng này là một tháng về tuổi các bạn tuổi Sửu ấy, thì chúng ta nên nên nghĩ tới cái mục tiêu là giữ vững cái thành quả trước kia mà chúng ta đã có, hơn là phát triển nó lên quá mạnh mẽ. Tôi nói giữ vững ở đây, ví dụ như trong sự nghiệp thì các bạn nếu như mà có khả năng về giao tiếp thuyết phục thì có thể có được những cái hợp đồng nó quan trọng tốt hơn. Tuy nhiên là những cái hợp đồng mà cực kỳ quan trọng hay những hợp đồng có giá trị quá lớn ấy, thì các bạn chưa chắc đã thành công trong tháng này. Nên là những bạn tuổi Sửu cần phải chú ý. Còn về tài lộc thì các bạn sẽ có được một cái nguồn gia tăng gọi là nho nhỏ thôi, cũng chưa phải là quá là mạnh mẽ. Nên là nếu như chúng ta có một cái đầu tư gì đấy trong tháng 7 này thì theo tôi các bạn cũng không nên đầu tư mạnh mẽ. Các bạn hãy nghe ngóng nhiều hơn. Còn nếu như bắt buộc phải đầu tư mạnh mẽ thì các bạn hãy nhờ tới sự trợ giúp của những người phong thủy sư chuyên nghiệp, là qua đó là sẽ thiết kế cho chúng ta một cái ngôi nhà mang lại cho chúng ta nhiều may mắn hơn, hay là có tư vấn được cho các bạn những vật phẩm phong thủy tốt hơn. Về tình cảm và sức khỏe, tình cảm thì các bạn sẽ có thể có cải thiện, và đặc biệt là trong tháng này thì tôi thấy là những người tuổi Sửu này lại còn có cả cách cục để mà có thể có tin vui về con cái nữa. Nên là nếu như mà những bạn nào mà đang đang chuẩn bị có con ấy, thì trong tháng 7 này thì chúng ta rảnh việc chúng ta xúc tiến nhiều hơn, xúc tiến nhiều hơn việc có con, chuẩn bị nhiều hơn cho việc chúng ta chuẩn bị đón thêm thành viên mới. Còn những bạn nào mà đang hiếm muộn chẳng hạn, những bạn nào đang hiếm muộn thì cũng tận dụng cái tháng 7 này để mà chúng ta đi khám lại về cơ thể sinh học, rồi sau đó là có nhờ tới những cái sự can thiệp của phong thủy hay là tâm linh, đó thì tùy các bạn. Nhưng mà chúng ta quan trọng nhất là tôi vẫn đề cao cái sự phát triển của khoa học nhiều hơn. Các bạn khi mà các bạn đã chữa được cái cơ thể sinh học này rồi thì cái việc mà chúng ta làm phong thủy hay là chúng ta cầu tự ấy, nó sẽ phát triển một cách nó được mạnh mẽ hơn. Tiếp theo là về sức khỏe. Sức khỏe thì tôi có một lời khuyên cho các bạn là trong tháng này gan và thận sẽ cần phải chú ý. Gan thận là hai cái cơ quan mà chúng ta sẽ cần phải chú ý đối với những người tuổi Sửu trong tháng này. Tiếp theo tuổi Sửu thì chúng ta sẽ tới tuổi Mão. Tuổi Mão là những người sinh năm 99, sinh năm 87, sinh năm 70, 75 đúng không ạ? Và 63. 63 và 51. Thì chúng ta sẽ đến tuổi Mão nhé. Tuổi Mão trong tháng 7 âm này thì công danh sự nghiệp các bạn sẽ có được những thành quả có thể ghi nhận, được cấp trên ghi nhận, tuy nhiên nó không phải mạnh mẽ lắm vì chúng ta chỉ là trong tháng này chúng ta chỉ bình hòa thôi. Thì nếu như mà chúng ta đang nếu như những người mà tuổi Mão trong tháng này các bạn đang chấm một cái vị trí nào mới chẳng hạn, hay là các bạn đang cơ quan của các bạn đang chuẩn bị chống một cái ghế nào đấy, chống một cái vị trí lãnh đạo nào đó, hoặc là một cái công việc nào mà các bạn đang muốn đảm nhận, thì tháng này các bạn cũng nên cân nhắc là chúng ta không nên thi đấu mạnh mẽ quá vì tháng này các bạn cơ hội thành công cũng không được cao lắm đâu. Và tiếp theo là tới sự nghiệp. Sự nghiệp thì các bạn cũng nên cân nhắc về tiếp theo là đến tài lộc chứ. Tài lộc thì trong tháng này các bạn cũng không được nhiều tài lộc lắm. Nên các bạn là nếu mà có phải chi tiêu quá nhiều thì các bạn hãy cần phải chắt bóp lại. Chính vì vậy nên là tôi vừa mới nói các bạn ấy, là tôi tháng này tôi có thỉnh riêng cho tôi một cái vòng, tôi thỉnh riêng một cái vòng vật vòng tỷ hưu chiêu tài, có được chỉ chú riêng với tên tôi và chỉ chú riêng cho một công việc rất là quan trọng trong tháng này. Vì tôi là một tuổi bình hòa trong tháng này nên là tôi bắt buộc mà tôi là tuổi bình hòa trong tháng này mà tôi lại phải làm một công việc rất là quan trọng, nên tôi đã thiết kế cho bản thân mình một vật phẩm phong thủy để mà bổ trợ hơn nữa, để cho tôi có thể có cơ hội thành công hơn nữa trong cái phương diện về tài lộc trong tháng này. Thì nếu như những bạn mà tuổi bình hòa hoặc là những bạn sau này sẽ là tuổi xấu ấy, thì các bạn cũng có thể cân nhắc cái việc là chúng ta nên dùng một vật phẩm phong thủy. Tất nhiên là tôi cũng phải nói với các bạn là vật phẩm phong thủy thì sẽ tôi sẽ phải nói các bạn là vật phẩm phong thủy ấy, thì nó sẽ cũng chỉ như là một cái vật mà trang trí thôi. Nếu như các bạn không có một cái quy trình về phong thủy chính phái để mà an vị, quy trình phong thủy chính phái để an vị
nó cũng giống như khi chúng ta mua một viên thuốc. Mấy ngày hôm nay tôi đang bị đau đầu thì tôi uống thuốc, tất nhiên là nó sẽ hết đau đầu, nhưng nó chỉ là cấp tính thôi. Thì vật phẩm phong thủy cũng như vậy, nếu các bạn mua vật phẩm phong thủy về thì nó cũng giống như kiểu chúng ta uống thuốc thôi. Nếu như chúng ta có một cái phác đồ điều trị đầy đủ thì sẽ dứt được cái bệnh của chúng ta và làm cho sức khỏe chúng ta cao hơn nữa cơ. Còn nếu như chúng ta chỉ có mua vật phẩm phong thủy của một vật phẩm phong thủy ở đâu đó ngoài kia thì nó không khác gì một vật trang trí chúng ta đeo trên người, nó sẽ chả có phụ trợ cho chúng ta được cái điều gì cả nếu như mà không có quy trình. Sau tuổi Mão và tuổi Sửu thì tuổi Mùi và tuổi Dậu sẽ là hai tuổi bình hòa. Thì trong tháng này thì tuổi Mùi ấy, các bạn là sẽ không có quá nhiều lo ngại. Tôi biết là trong đầu năm đến giờ, từ đầu năm đến giờ tuổi Mùi đã gặp rất là nhiều khó khăn, đúng không? Các bạn đã gặp nhiều cái trắc trở trong tài lộc, cũng có thể gặp nhiều những cái vận không tốt. Tháng 7 này cũng sẽ không phải là một tháng quá khởi sắc của các bạn. Tuy nhiên là có một cái tin vui là sẽ không có nhiều khó khăn hơn nữa đến với các bạn đâu. Nên là các bạn tuổi Mùi tháng này nếu như mà trong sự nghiệp của các bạn cần phải làm một công việc gì đó quan trọng thì các bạn hãy bình tĩnh nhé, chúng ta chưa nên làm mạnh mẽ lắm. Đó, nếu mà nói về trường hợp mà ngoại lệ thì có thể là những bạn tuổi Mùi sinh năm 79 mà là nam mệnh thì tháng này sẽ có thể cải thiện được hơn, còn những tuổi Mùi khác thì sẽ chưa cải thiện tốt lắm. Nam mệnh sinh năm 79 thì tháng này có thể sẽ cải thiện tốt hơn, những bạn khác thì chưa chắc. Còn về tài lộc thì các bạn có thể sẽ được tăng lương hoặc là thăng cấp. Về phương diện tình cảm và sức khỏe thì không có gì nổi bật cả. Tuổi Dậu thì chúng ta cũng sẽ có những cái sự cân nhắc và sẽ có những sự mách bảo của những người cấp trên giúp chúng ta phát triển trong công việc, về trong cái sự nghiệp phát triển về tài lộc. Thì những người tuổi Dậu trong tháng này, nếu như các bạn đang được cấp trên cất nhắc thì chúng ta cũng nên thể hiện rõ cái mong muốn của chúng ta, ở đây sẽ là một cơ hội để có thể thăng tiến. Về tài lộc thì các bạn sẽ có phần hơi chậm tiến, các bạn sẽ có hơi có phần chậm tiến về tài lộc với những người tuổi Dậu. Thế nên trong tháng này chúng ta đừng làm cái gì nó mạnh mẽ quá, chúng ta làm cầm chừng để mà giữ được cái nhịp và phát triển của công ty thôi, chúng ta không nên làm mạnh mẽ. Về phương diện tình cảm thì các bạn, những người độc thân trong tháng này, các bạn cũng nên gia tăng kết nối của mình để hai người sẽ có một cái kết nối nó sẽ tốt hơn. Còn về sức khỏe thì các bạn dễ bị tình trạng mệt mỏi. Thế nên là các bạn nhớ là nếu như chúng ta cảm thấy mệt mỏi thì các bạn đừng có quá cố gắng, không thì sẽ dẫn đến những cái hậu quả chúng ta khó kiểm soát. Thì theo tôi là trong tháng đó là vì phong thủy tháng này nó ảnh hưởng đến các bạn như vậy thôi, chứ không phải là do cái vấn đề gì về sức khỏe nó quá nặng đâu. Nên là theo tôi thì các bạn trong tháng này cũng cố gắng để cho cơ thể mình được thoải mái, được chưa?